Thì chúng ta muốn đặt một chậu lan ở một không gian nhỏ như bàn làm việc hoặc là ban công cửa sổ chẳng hạn. Để cho nó phù hợp với không gian đó thì chúng ta cần phải có những chậu lan mini, hay chúng ta có thể gọi là chậu bonsai. Đối với các loại cây cảnh khác thì người ta trồng bonsai cũng rất là nhiều rồi, nhưng mà đối với lan mà trồng bonsai thì lâu nay vẫn chưa có nhiều người làm. Trồng bonsai của lan thì nó cũng giống như những dạng bonsai khác thôi. Nó đều phải đáp ứng những yêu cầu tương đối khắt khe và cũng phải trải qua một thời gian khá là dài thì mới được, chứ không phải là chúng ta tự dưng đưa một cây nhỏ vào trồng trong chậu thì nó trở thành bonsai đâu. Đây là một chậu lan bonsai đã được tôi trồng khá lâu rồi, đến nay cũng là 3 năm. Vậy thì có một cái kỹ thuật chúng ta làm sao chúng ta trồng được những cây vào đây mà nó lại phát triển ở cái mức độ vừa phải, nhưng cây nó vẫn bảo đảm đẹp và nó vẫn cứ sinh nở ra các cái cây khác bình thường. Thì trong cái clip hôm nay ấy, tôi sẽ giới thiệu đến mọi người việc trồng một cái chậu lan hồ điệp vào cái chậu nhỏ như thế này để chúng ta chơi bonsai. Nó cũng cùng chung một quy luật, muốn trồng những cây bonsai thì chúng ta cần phải có sự tuyển chọn cái cây giống cho nó phù hợp, và cũng phải trải qua một thời gian nuôi dưỡng rất là dài thì chúng ta mới có thể tạo được những cây nó sống trong những cái chậu rất là bé nhỏ như thế này. Đây là một chậu lan kiếm. Kiếm này là kiếm Tiên Vũ rừng Tây Ninh. Chúng ta cần phải chọn những cây như thế nào và trồng vào đây, chăm sóc nó ra sao để nó vẫn cứ là khỏe mạnh và vẫn cứ sinh con, nhưng mà nó không to, đến mùa nó vẫn có hoa bình thường. Để riêng đối với cây kiếm này tôi sẽ làm một clip khác. Còn hôm nay đối với cây lan hồ điệp thì tôi sẽ giới thiệu mọi người về cái trồng, việc lấy giống và trồng một cái cây lan hồ điệp để chúng ta chơi bonsai sau này. Xin mời mọi người chú ý theo dõi nhé. Khi xác định trồng bonsai để chơi lâu dài thì mọi người nên chọn cái loại lan vừa có hương vừa có sắc. Như đây là một cái dòng hồ điệp mini, nó gọi là hồ điệp tím kim cương. Dòng này có sắc hoa đẹp và mùi hương rất quyến rũ. Trồng bonsai yêu cầu đầu tiên là cây giống có kích thước nhỏ và sức khỏe tốt. Phù hợp nhất là chúng ta sử dụng những cây con mọc tự nhiên, không phải là cây lai tạo hoặc là sử dụng nhiều phân thuốc. Khi có những cây lan đáp ứng những yêu cầu đó thì chúng ta có thể sử dụng để trồng bonsai được. Thứ nhất là dòng lan mini, thứ hai là cây nhỏ, thứ ba đó là nó cây giống khỏe, nhất là những cây mọc tự nhiên. Như vậy chúng ta chỉ việc cắt xuống và trồng nó vào cái chậu nhỏ và chăm sóc theo cái chế độ đặc biệt một chút. Sau đây là toàn bộ cái quá trình trồng cây này vào chậu. Về chậu trồng, tôi sử dụng loại có kích thước nhỏ, nó chỉ lọt trong lòng bàn tay thôi. Tôi sẽ sử dụng những cái viên ngói, viên gạch cũ được làm từ đất nung để làm giá thể. Do trồng vào chậu mini, chúng ta cần đập kích thước nhỏ một tí. Nó khoảng 2 x 3 cm hoặc là 1 x 2 cm là vừa.
Chúng ta có thể sử dụng một số viên sỏi để chúng ta trang trí trên bề mặt. Đây là những viên đá bọt. Loại này nhẹ và nó có cái tác dụng hút ẩm tốt. Bây giờ tôi sẽ làm cho cành hoa này đứng lên bằng cách là sử dụng một đoạn thanh kẽm mộc nhựa kết hợp với một chiếc kẹp lan. Sau khi trồng xong, chúng ta để qua một ngày. Mục đích là vết cắt nó khô, chúng ta mới tưới nước. Và mọi người có thể để cho nó một cái khay đựng nước ở bên dưới. Mục đích là khi chúng ta tưới nước thừa thì nó sẽ nằm ở đó. Và đồng thời đó cũng là một cái nơi để cấp nước cho nó hàng ngày. Trong trường hợp chúng ta đi xa thì cái khay bên dưới chúng ta có thể là để nó chứa được nhiều nước hơn. Để trong một thời gian dài ngày, khoảng tầm một tuần chẳng hạn, chúng ta không tưới thì nó vẫn đảm bảo độ ẩm. Sau khi trồng xong, mọi người đưa cây đặt ở nơi thoáng mát, chú ý là tránh ánh nắng trực tiếp. Nhớ là để qua khoảng một ngày chúng ta mới tưới nước nhé. Xin cảm ơn tất cả các anh chị em và các bạn đã quan tâm theo dõi. Từng cánh phong lan đẹp dịu dàng, nghiêng mình yêu điệu nét đai trang. Tình khôi em mặc màu áo trắng rực rỡ, em mang sắc áo vàng, khẽ khẽ em cười với gió.